nó cũng nhiều rồi. Đấy em hiểu rồi. Cái chương trình giả để em bố trí nhá. Ừ. Nó đúng cái món ăn một phát ra chó ngay. Bên sáng nay em đi qua ở bên Synergy rất là rực rỡ. Chị em rất là vào. Và nhiều ngày bên đấy là tổ chức thi Miss Synergy đấy. Anh em mình đi lên đó. Có phải cái công ty mà về thực phẩm chức năng à? Bắt đầu!
cả ba đại gia. Nữ sinh đầu tiên mang số này 01 có tên gọi là Nankulenko Mộc Nga. Dạ, em nghe quen luôn. Dạ vâng ạ, dạ. Chân dài nhưng mà nhìn nó hơi đúng luôn. Đáng chuẩn. Coi chồng như là luôn. Chân dài không? Chân dài có. Cái này em in được. Không, để em như bố đã. Em này trông này thôi nhá. Nhưng mà sợ do ba vòng muốn chân dài đấy. Các bạn cho em nhìn lại hàng đi. Nhìn lại đi em nhìn chuẩn luôn nhá. Chiều cao nhá. 1m65 nhá. Chân hơi ngắn tí. Nhưng mà các bạn nhìn xem lượt chưa? Lượt chưa? Chân hơi ngắn tí mà chị ơi. Chân hơi ngắn tí mà chị ơi. Không bỏ đi vòng nào. Vòng 1m90. Vòng 1m90 quỷ sứ. Vòng 2 nhớ, vòng 2 60. Đấy. Còn có ai nhớ 40. Thôi chậm thôi. Em này được mệnh danh là gì ạ? Em này được mệnh danh là ngược tấn công mông hậu vệ. Đẹp đó. Rồi các đại gia đồng ý không ạ? Được. Có điểm cái này thi không? Được. Rồi. Cho điểm mà. Cho điểm 12 CV. Em được điểm hơi cao đấy. 12 CV. Thế là hai đại gia còn chẳng cho điểm nào nữa không ạ? 25 CV. Rồi. Đại gia lại 25 CV. Vâng, xin mời đại gia. Trình thường nào nó hơi ngắn em ạ. 12 chữ. Ôi trời. Đại gia coi như là xong hùng cơ văn học 12 chữ đi. Đó đại gia đi con này nhạc quay nét 12 chữ đi. Đó đại gia quay về hẳn xin xin hẳn 25 chữ đi. Một tràng một tay cho người không một. Đó bây giờ là nữ sinh tiếp theo. Học số này 02. Nữ thí sinh Sakutara Phương Nghê. Còn là trên cái
thân hình tuyệt vời này ạ. Đó là một bộ váy vô cùng huyền bí. Và cái bộ váy huyền bí này lại được ngụy trang trên cái bộ tóc. Có thể nói là vô cùng như là cháy nắng. Cái bộ tóc này là bọn em phải sang tận như là Campuchia để làm đấy. Cái bộ tóc này hơi Đấy mà bộ hình này chân vẫn chưa dài. Vẫn chưa dài cơ. Ôi dồi ôi. Phải hơn nữa. Không, hôm nay thi có hay không? Nhưng mà đây các cái sao thì không hề đi cao gót luôn nhá. Chân nuột như này nhá. Đấy. 1m72. 1m73. 1m 60. À. Thế lên đèo phải xuống dốc luôn. Đấy. Ê, các là dài tầm. Bây giờ xin được đây là biến chậm. Điếm chậm. 25cm. Ôi trời ơi. Cảm ơn các đại gia đi cứng. Em cảm ơn. Và thí sinh cuối cùng mà chúng em hôm nay tổ chức để xin mời các đại gia điếm chậm và chiêm ngưỡng, đó là thí sinh mang số danh 04. Con là chưa xin nhạc, chưa hôn tên. Đấy. Đấy, chưa xuất hiện được. Đây là nữ sinh Y Chang Heo Ngọc Trinh. Chân dài quá. Mặc dù các cái được của em đưa sang Thái Lan
thiên quyết định không làm gì cả mà đi về đây. Hôm nay là tớ bảo chủ đấy, xem có rơi đồ gì không. Rơi rồi. Và vấn đề thứ hai được có tên là phần tư tài năng. Và hôm nay thì chương trình Miss Synergy của chúng ta đã lựa chọn ra một chủ đề rất là khó. Và chủ đề này mới thể hiện được tài năng của các thí sinh. Người ta thường hay nói rằng là thường là các em chân dài thì chân thì dài bao nhiêu thì tỷ lệ nghịch là óc lại ngắn bấy nhiêu. Nhưng chúng em muốn chứng minh các đại gia thấy rằng là không cần ai nói gì thì nói không phải vậy. Chị em tuyệt vời lắm, chị em cực kỳ thông minh, đặc biệt là các em CD đi đây này, không chỉ đẹp người mà còn đẹp nét, còn giỏi nữa. Thử đi. Và cuộc thi tài năng sẽ thể hiện các đại gia thấy. Và chủ đề mà chúng ta lựa chọn là rất khó, đó là chủ đề làm thơ. Thơ là một chủ đề vô cùng khó. Chúng ta có thể nói hay, chúng ta có thể hát hay, đàn hay, nhưng mà làm thơ hay là cả một vấn đề đấy ạ. Và hôm nay chủ đề thơ để mình chọn cho tài năng của các thí sinh. Và bây giờ và cho nó chỉ về mùng 8 tháng 3 thôi. Dạ vâng ạ. Các em ạ, nhá, phải cố gắng lên. Và bây giờ đó là phần thi của thí sinh mang số báo danh 01. Nâng cu lên.